Quy tụ trong ngày hôm nay để làm lễ giỗ 100 ngày cho chị Mai là chị vợ của Ánh Sáng. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Mai đã qua đời cách đây 100 ngày. Và để cho lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, xin chúng ta hãy nhìn nhận những lần chúng ta có lỗi đối với Thiên Chúa, đối với nhau, và chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ cho. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh chị em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Và cái lễ giỗ của chị Mai trong ngày hôm nay lại trùng hợp với cái bài đọc mà chúng ta vừa nghe. Một người đã chết, đó là người bạn của Chúa Giêsu Lazaro, và Chúa Giêsu đã làm cho kẻ chết sống lại từ cõi chết. Và đây là một phép lạ rất đặc biệt, là người ta nói đây là đỉnh cao của tất cả những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm trong phúc âm. Bởi vì chính phép lạ này, một bên thì nhiều người Do Thái họ nhìn thấy phép lạ đó và họ thấy cái quyền năng của Đức Giêsu, Chúa Giêsu Kitô trước quyền năng của sự chết. Vì thế nên họ nhiều người đã tin vào Đức Kitô. Nhưng mà ngược lại, chính phép lạ đó đã làm cho những kẻ, những người chống đối Đức Kitô, những giáo sĩ, những pha-ri-siêu, những luật phái, biệt phái, những người đó họ bằng mọi giá phải tìm cách giết Chúa Giêsu. Không những thế, họ còn tìm cách giết Lazaro nữa, bởi vì Lazaro là nhân chứng sống động nhất, người từ cõi chết sống lại qua quyền năng của Đức Kitô. Vì thế chúng ta thấy đó là cái sự thật mà xảy ra cách đây 2000 năm. Chúng ta biết rằng, nhưng trước hết chúng ta biết giờ này 3 giờ chiều á, cái giờ này dễ buồn ngủ lắm, nhất là trời nóng nóng mà mát trong cái phòng này nữa. Từ sáng giờ người đã làm việc mệt rồi, giờ này 3 giờ mà nghe cho long giảng hay buồn ngủ lắm. Vì thế nên xin kể một câu chuyện vui. Câu chuyện vui của con nít mà, của con nít, câu chuyện vui của con nít như thế này. Là trong một lớp giáo lý vào ngày Chủ nhật, thì cô giáo mới hỏi là học trò, bé Tí Tiền, mấy tuổi rồi, nhỏ nhỏ rồi. Để hỏi là nếu mà cô bán hết nhà cửa, bán hết xe cộ, bán hết đất đai, tất cả mọi sự, rồi cô giao cho cô, dân cúng cho nhà thờ hết, cho Thiên Chúa hết, vậy cô có vào thiên đàng không? Thì cái lớp nhỏ mới trả lời rằng không, thưa cô không. Mà thì bà cô mới hỏi là câu hỏi thứ hai rằng nếu cô dâng hiến cả cuộc đời của cô cho Thiên Chúa, phục vụ trong nhà thờ, cô dọn dẹp clean up nhà thờ mỗi ngày, rồi cắt cỏ phía ngoài, rồi tất giữ gìn mọi sự sạch sẽ và đẹp đẽ cho nhà Chúa suốt cuộc đời của cô, vậy cô có lên thiên đàng không? Thì một lần nữa cái đám nhỏ có trả lời rằng thưa cô không. Vậy quá ngạc nhiên thì cô giáo mới hỏi thế này: vậy thì cô phải làm gì mới được lên thiên đàng?
thì thằng nhóc 5 tuổi ở dưới phía cuối lớp học nó mới trả lời như thế này: thưa cô phải chết cái đã rồi mới lên thiên đàng. Chưa chết chưa biết rồi. Chưa chết thì chưa biết, lên thiên đàng và xuống lệnh ngục trước. Đó là câu chuyện của con nít, và cô phải chết cái trước đã. Cái câu chuyện đó để chúng ta biết rằng nhiều người lắm, rất nhiều người tin vào Thiên Chúa, kẻ Công Giáo và là Tin Lành, rất nhiều người họ tin rằng Đức Chúa Giêsu Kitô có quyền năng để ban cho họ sự sống đời đời sau khi họ chết. Cái đó là đúng. Nhưng mà họ lại sống như những người mà họ tin rằng Chúa Giêsu không có quyền năng để ban cho họ sự sống đời đời ở đời này, không ban cho họ sự sống mới ở đời này. Cái đó là sai. Chúa Giêsu Kitô nếu có quyền năng để ban cho chúng ta sự sống đời đời ở kiếp sau khi chúng ta chết, thì người có quyền năng để ban chúng ta sự sống mới ngay tại đời này. Và phép lạ của Lazaro đó là bằng chứng rõ ràng mà chúng ta vừa nghe thấy. Những người đó, những người không tin tưởng vào đó, thì giống như là Martha thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy thầy, nếu thầy ở đây thì em con sẽ không chết. Chúa Giêsu nói: em con sẽ sống lại. Và Martha thưa đến thế này: lạy thầy, con biết em con sẽ sống lại vào ngày sau hết. Chúa Giêsu trả lời: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Và Đức Kitô đã gọi Lazaro ra khỏi mộ để đưa ra một bằng chứng rõ ràng là Đức Kitô đã có quyền năng trước cái quyền năng của sự chết. Và đó là bằng chứng hùng hồn nhất. Nếu Đức Kitô có quyền năng ban cho chúng ta sự sống đời đời sau này, Ngài có quyền năng để ban cho chúng ta sự sống ngay bây giờ, một sự sống mới, một sự chuyển hóa ngay từ bên trong hết sức trong cuộc sống của chúng ta, để Ngài tiếp tục chuyển hóa và đổi mới, biến đổi con người chúng ta trở nên những tạo vật mới ngay bây giờ trong đời sống của chúng ta. Đừng đợi cho đến giờ chúng ta chết. Ngay bây giờ Thiên Chúa có quyền, Đức Kitô có quyền biến đổi chúng ta ngay bây giờ. Vì sao? Chúng ta có thể chết về thân xác của chúng ta là một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều chết hết. Nhưng mà phần thiêng liêng, có lẽ rất nhiều người đang chết phần thiêng liêng. Thân xác thì vẫn còn sống, nhưng mà linh hồn thì đã chết rồi, hay là thần trí đã chết rồi. Chúng ta chết phần thiêng liêng bởi vì chúng ta đã từ chối. Chúng ta sẽ từ chối không kết hợp với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống nữa. Chúng ta chết một cách thiêng liêng bởi vì chúng ta đã từ chối không hòa nhập vào cái nguồn thờ của Đức Kitô là nguồn mạch của sự sống. Khi chúng ta không đi đến nhà thờ, khi chúng ta không cầu nguyện, và khi chúng ta không biết tiếp tục làm lãnh nhận những bí tích cần thiết cho sự sống của chúng ta. Chúng ta đã chết một cách thiêng liêng khi thần trí của chúng ta đã chết lần chết mòn bởi vì những tham vọng ích kỷ của chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến chúng ta, chúng ta quên đi tất cả những người khác, hay còn làm hại những người khác nữa, bởi vì thần trí của chúng ta đã chết lần chết mòn trong cuộc sống của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta sống ở giữa những người đã chết một cách thiêng liêng. Hay nói một cách khác, chúng ta đã nằm trong mồ rồi, một cách thiêng liêng. Chúng ta đã nằm trong mồ như những người đã chết rồi. Bọn trẻ thì nói như thế này: ôi giời, hôi quá, trong mồ rồi nè, nặng mùi rồi, khô lắm, chịu không nổi. Mặc dù bên ngoài những người đó, mặc dù những người bên ngoài vẫn còn thơm tho, vẫn còn sạch sẽ, vẫn còn trưng diện trang điểm một cách diêm dúa, nhưng mà thực sự họ đã chết rồi, họ đã nằm trong mồ rồi. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải cảm nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đến gọi Lazaro ra khỏi mộ để minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa có quyền năng trước sự giữ của cái chết, bởi vì Đức Kitô là Chúa của sự sống và sự chết. Ngài có quyền ban sự sống cho chúng ta ở đời này. Và trên hết, đó là sự sống thiêng liêng mà chúng ta cần thiết, và sau nữa là sự sống đời đời mà chúng ta cần thiết. Lazaro
sau khi được sống lại cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác. Lazaro không thể sống đời đời được, thân xác sẽ phải chết. Chúng ta cũng vậy, những gì chúng ta trông ngóng và chúng ta mong mỏi và hy vọng đó là sự sống đời đời sau này. Và Đức Kitô có thể làm được điều đó. Nếu bây giờ chúng ta đã chết về thân lương, chúng ta nằm trong mồ, chúng ta cần Đức Kitô đến để gọi chúng ta ra khỏi mồ như Lazaro ngày xưa. Nếu chúng ta biết mở lòng ra trước quyền năng của Thiên Chúa, Đức Kitô sẽ đến và gọi chúng ta ra khỏi mồ. Đức Kitô sẽ đến và gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ của tội lỗi để chúng ta từ nay sống một đời sống mới trong ân sủng của Thiên Chúa. Đức Kitô sẽ đến gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ của ích kỷ, của tham lam, của tham vọng để chúng ta biết nhìn đến người khác, để chúng ta có thể yêu thương và nâng đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Đức Kitô sẽ đến và gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ của ngăn cách, của sợ sệt, của lo âu buồn phiền, để chúng ta biết sống một cách vững mạnh trong hồng ân của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta luôn luôn có Thiên Chúa đối với chúng ta trong cuộc sống. Và đó là những gì chúng ta cần Thiên Chúa, Đức Kitô đến để gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ của chính của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không chết một phần cách thiên liêng như những người khác. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng chúng ta tiếp tục kêu xin, xin Đức Kitô đến với chúng con, xin giải thoát của chúng con và gọi chúng con ra khỏi ngôi mộ của chúng con, để chúng con sống như những người con của sự sống, để chúng con biết chia sẻ sự sống của Đức Kitô đến với những người chung quanh. Amen. Chúng ta biết là chị Mai, tức là chị Sảng qua đời cách đây 100 ngày, có nhiều sự trùng hợp lắm. Chúng ta biết chị Mai sống một cuộc đời rất là thánh thiện. Chị Mai chết vào lúc 12 giờ đêm tối 24, tức là Chúa Giêsu sinh ra vào lúc 12 giờ đêm tối 24, tức là vọng Giáng sinh. Tức là vào lúc mà tất cả mọi người đến nhà thờ để bắt đầu dâng thánh lễ, để mà ca mừng Thiên Chúa đã ban tặng một cho nhân loại là người con của Ngài, thì lúc đó chị Mai ra đi, đó một sự sống mới, chia sẻ vào sự sống mới của Đức Kitô. Ngày chúng ta hôm nay làm lễ giữa 100 ngày thì là bài phúc âm là trùng hợp là Lazaro là sống lại. Đó là cũng một niềm tin của tất cả chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta chết không phải là hết, chúng ta sẽ sống mãi mãi nếu chúng ta tiếp tục sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ sống mãi như Đức Kitô đã nói vậy. Chúng ta biết rằng thì chị Mai đã sống một cuộc đời hy sinh nhiều cho giáo hội, cầu nguyện nhiều giáo hội, cho gia đình, hy sinh cho con cái gia đình nữa. Thì chúng ta hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ đói thương tới linh hồn Maria và đón nhận linh hồn Maria về hưởng nhan thấy Chúa trên thánh đàng. Còn phần lại của chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria, cũng như tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của anh Tích, anh Khánh, anh Thành, những người còn sống ở đây này. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Ước gì bí tích này giúp chúng con chữa mọi tinh hư nê sâu và ngày ngày theo chân Đức Kitô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành trên tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an. Amen.